Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đến Long Bình đó quý vị, lấy cỏ chỉ, và con xin chào các đồng đạo và anh chị em và ông bà cô bác. Thấy video này có ý nghĩa thì cho con xin một đăng cực đăng ký kênh nha quý vị. Đây, 4-5 cái máy quý vị ơi, bây giờ ít có cắt, vô bao người nào quý vị đó. Anh em nào cắt thì cắt, anh em nào vô bao quý vị. Ông này ông sợ ông sởm ở trên không mà ổn ghê luôn cái này nè. Ông đó ông cắt nãy đó. Này quý vị vô trong cái vườn xài quý vị. Đây. Quá đông quý vị. Thì cái này cũng 20 người quý vị. Long Bình có nào quý vị? Đạo Phước, Vĩnh Quân. Có ồn thì quý vị thông cảm nha quý vị. Bữa nay có mấy cái máy này vô bao không kịp luôn ha. Đây quý vị, mấy chú này ở Long Bình nha quý vị, thấy ồn ào thì xin thông cảm nha quý vị. Đây là cỏ chỉ nha quý vị. Về cho nhà thuốc thứ tư ổng phơi khô phân bó đặng ổng hốt cho bà con cô bác uống quý vị. Đây quý vị vô bao bao nha quý vị. Đây thêm một đội nữa quý vị. Đó. Chào bà con cô bác. Đây tại tại cái cây chổi của người ta mà dám lấy luôn ha. Thì có ồn ào thì quý vị thông cảm giùm nha quý vị. Đây quá rồi, cái đám này có chỉ quá, có chỉ luôn quý vị ơi. Có chỉ này về á, ra chú Tư hốt về đủ loại bệnh hết trơn quý vị. Ổng chú Tư ở Bình Thủy Mỹ là chuyên hốt bị sơ gan quý vị. Đây là quý vị, đây là trưởng đoàn của Vĩnh Quân quý vị. Mình mới làm sang chỗ, sang máy cắt cho chưa Quỳnh Hải rồi. Ở kia mở chứ.
mà nói là lấy cỏ chỉ về cho thầy thuốc của chú Tư à. Một lọ cỏ này là cỏ thuốc chứ không phải là cỏ là cỏ bỏ đâu, phải không? Vô em rồi đầy bao cái ơi, vô lưng lắm rồi đó nha. Giờ đứng đó đứng đạp thì bao nào chịu nổi. Bây giờ vô bao nghĩ đó cái gì. Làm đám này xong rồi đầy tải rồi còn đi đâu nữa xa. Làm ra hết đám đám này xong mình xài tải rồi còn đâu xa. Anh chú không còn dày dày hết trơn à. Dạ tại đó chắc 100 mấy 200 bao con cũng không biết. Cho bạn nghe coi, ừ, từ lan ca bạn nghe chơi coi. Đâu đi quay mấy vị cắt có chỉ chứ quay đi đâu chứ giờ chị sáu, chị sáu Vĩnh Quân. Dạ đây cái chỗ nhiều không kia chịu làm mới làm chú ít. Ở đó là đủ 5 cái máy làm cấp kỳ luôn hả, cái máy 4-5 cái làm cấp kỳ đã nói chỗ nào nhiều thì đi trước đi. Nghe nói Dương Sáu kìa. Chỗ đó dày dày lắm đó đó không hôm nè, chỗ mấy chỗ này nè, qua đây nè. Nè quý vị, bà con là đang làm gì đó quý vị, quý vị thấy video này có ý nghĩa thì cho mình một lượt đăng ký kênh nha quý vị. Có chỉ không quý vị, dày hết trơn quý vị. Đây là một cái vùng đất thuốc không quý vị, đâu đâu cũng là thuốc. Đây chở ra luôn như vậy nó. Thôi ơi xuống chút xíu nữa quá cạn rồi.
cái đó ông làm thấp quá, ông cái đó phải gà làm lại, ông cắt thấp quá. Lên xịn thì không sao. Quý vị, nó trời mưa quý vị, trời mưa đang làm lấy thuốc về cho thứ tư quý vị, trời mưa đông mưa. Rồi anh em cũng ngồi đục mưa ở trong đây này quý vị, có người thì còn mưa vô bao. Ăn xài cho bà con người ta thèm chơi chứ có gì đâu. Tám, tám hôm nay là đi lấy con chỉ nghe quý vị. Lấy con chỉ mà ăn xài giùm kìa, hai bà đó nước nước miếng ực ực. Lúc nào cũng phải nước miếng chứ không. Kìa kìa kìa. Ấu. Để nào đó. Ừ. Nói chẳng thà nói thiệt, chứ đừng có nói dối. Kìa kìa. Ăn chưa ăn rồi. Chứ để đừng nói là đứng ở đó mà cà chép cà chép cà chép hoài, đường nào chịu nổi đâu, nghĩ vô bao nổi luôn. Dạ không chị, giết hết đường luôn. Chiều qua em đâu có đi đâu. Trời, thiếu ghế nữa mà đi. Ghế bà vớ bà Hạnh ở nhà đó. Thiếu ghế nữa. Dạ. Trời, vậy qua cho em mẹ nghe nói mà nghe mà mẹ nói thiếu ghế nữa đâu đi đâu được. Dạ mẹ đi. Dạ. Không. Bây giờ trời mưa mà bà con núp cây xài không có vậy. Trời mưa, trời mưa. Trời mưa bà con núp trong cây xài. Ừ. Bị ông Hải ăn miếng xài hai quả nuốt miếng ực ực cái đắng á. Nãy tưởng đâu hết bao rồi còn đem lại thêm mấy chục cái. Hả? Giờ hồi về tính toán gì không nha. Nói vậy anh em gác thuốc ra quý vị. Đó, lớp gác lớp đội. Cái ngâm đâu anh Toàn? Ừ.
nãy giờ không có thấy gì hết trơn. Cái tướng đó mà dắt bao quay. Cái tướng gì mà dắt bao quay. Tội lúa nghe quý vị. Đủ số lượng chưa? Đủ tải gì rồi thôi chứ. Mà các bạn ăn cơm nha. Dạ, nhờ cái tay dài đó. Thấy không? Ở tay ngắn xíu thôi. Hôm nay mà con bác ăn cơm nha quý vị. Quay ông đó nhiều nhiều quá. Thằng có cơm trái nữa nè. Đó nè. Đứa nào ngồi đây quay? Ở qua đây. Cháy hả? Cháy. Ăn đưa tôi. Đây. Mời anh em bà con cô bác ăn cơm cùng đội lấy nước Nam của chúng em. Không có ớt rồi. 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 Cháo. Đây không ra nó cháy rồi. Nó đây đi, ai sai được mình thì sai thôi. Bạn biết ăn đây không ăn được. Kìa kìa kìa. Có rồi kìa. Để em đây Lư ơi. Thôi đứng ra là. Ê, không được. Sáu ơi, lớn rồi Sáu ơi. Đó bây giờ lấy xong không ấy thì đổ cho tao cái xào xào còn nước dừa không khác thêm. Hải hải vô đây đi Hải. Còn mấy ông bên mấy anh ở bên khu quản còn tao đóng nữa mà. Còn ở tỉnh nhiều lắm đó nghe. Sợ sao đi. Trọng nó nhiều quá rồi. Tám còn sao không đó là để hơn hết rồi người ta còn. Ăn chưa lão cho lão sao trong có ai chân kìa. Video này xin kết thúc ở đây. Xin chào anh em, chào bà con cô bác và anh chị. Cái này vô trong.
thấy video này có ý nghĩa cho mình một like, một đăng ký kênh nha quý vị.